Hello, xin chào tất cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng như nhà đầu tư không chuyên nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn một nội dung mà trong thời gian qua rất nhiều nhà đầu tư mắc phải. Đó là về cái xu hướng của thị trường chung. Bây giờ chúng ta hãy nói đến cái xu hướng của thị trường chung, chúng ta nói đến cái việc làm phân tích kỹ thuật đầu tiên. Đối với VN30 về yếu tố kỹ thuật thì như các bạn đã biết thì có những cái đây những cái phiên như này vào cái giai đoạn tháng 11 năm 2021 là dòng tiền lớn đã tham gia vào cái giai đoạn này. Chúng ta có thể nói đây là một cái dấu ấn. Sau khi mà dòng tiền lớn của ngân hàng tham gia vào cái giai đoạn này thì các bạn cũng đã thấy là có cái sự điều chỉnh rồi là rũ bỏ rồi là gần như là không, như là cái xu hướng này không không tiếp diễn cái xu hướng tăng, mà gần như là chúng ta có thể đánh giá đây là một cái phiên gọi là tăng điểm kéo chỉ số, cũng gọi là cái phiên gọi là bẫy tăng giá. Thì sau đó thì sau đó thì V30 liên tục là kiểm tra đi kiểm tra lại vùng hỗ trợ vùng 1470. Thì qua các lần kiểm tra, lần thứ nhất thì khối lượng là cũng đạt khoảng 264 đơn vị, 264.000 đơn vị. Cái lần thứ hai kiểm tra thì là khoảng 241, và lần thứ ba thì kiểm tra thì lại là 290. Nghĩa là qua các lần kiểm tra thì cái khối lượng nó không có sự là không có sự giảm đi, để chứng tỏ là, và vol thì làm sao, vol nó lớn dần tăng dần. Nghĩa là vol thì lúc lớn lúc 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 nhỏ, lúc cao lúc thấp, cái này thể hiện cái sự là, và cái biến động nữa thì thể hiện cái sự là cái sự dao động ở vùng này rất rất lớn, vẫn là giai đoạn mà chưa rõ ràng về xu hướng sideways hay là xu hướng uptrend hoặc là xu hướng downtrend. Thì về thì chúng ta biết cái phiên này là một trong những cái phiên, nếu mà như các bạn quan sát cái lần kiểm tra lần thứ ba gần đây ấy, thì là có cái sự giảm điểm mạnh, phá vỡ toàn bộ các cái vùng hỗ trợ với cái khối lượng thấp, xong khi đó giá đóng cửa tại cái phiên là gần như cao nhất trong ngày. Thì chúng ta có thể đó gọi, nếu mà trong ngắn hạn thì chúng ta có thể xác định đây là cái phiên mà dừng giảm đầu tiên, đúng không ạ? Sau cái phiên dừng giảm và khi mà thị trường tiếp tục kéo lên, nhưng mà với cái chỉ số thì kéo lên thì nó không quá là cao, chỉ 0,67%, chứng tỏ là cái lực cầu của thị trường là vẫn còn thấp, và đặc biệt là khi kéo lên là vô không có, chứng tỏ là cái tâm lý đánh lên ở này, nếu mà hành vi nhà tạo đập cái tâm lý đánh lên là vẫn chưa còn. Thì thị trường tiếp tục test lại cái vùng đáy này, thì với cái khối lượng sao, cái khối lượng so với cái phiên này thì lại là cái khối lượng là cao hơn, đúng không? Thì gần như là cái lần này nếu mà xác định là bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ xác định là không thể có bùng theo đà. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phiên tiếp theo là cái phiên thứ hai. Sau cái phiên này thì có một cái phiên này, đúng không ạ? Cái phiên là thị trường chung tăng điểm khoảng 3%, và cái khối lượng thì khối lượng cũng không phải là cao so với phiên giảm điểm hôm trước, nhưng mà đã có cái xu hướng dừng giảm. Nghĩa là chúng ta có thể xác định đây, tính lại nếu mà bùng nổ theo đà chúng ta có thể tính lại đây cái phiên đầu tiên có sự dừng giảm. Thì chúng ta cần phải quan sát xem là từ phiên thứ tư đến phiên thứ bảy, một số trường hợp thì chúng ta có thể có xét từ phiên thứ hai đến phiên thứ ba, nếu mà khối lượng tăng mạnh thì sẽ có bùng nổ thôi ra. Nhưng mà thực ra khi mà kéo lên 3% với khối lượng nhỏ thì thị trường là tiếp tục vẫn cứ đi lên theo cái một cái xu hướng, như các bạn đã biết là cái xu hướng đi lên mà nó lại không rõ ràng, nghĩa là đi lên vốn với khối lượng tham gia vào rất ít, và từ sau đó khi đó thì thị trường gặp cái vùng là dạng cái vùng kháng cự là vùng 1500, đúng không ạ, 1560 điểm, 67-70-70 điểm. Thì làm sao đây cái phiên này rõ nhất thì là một cái phiên thị trường đã vượt khỏi cái đỉnh ngắn hạn bên này, đỉnh ngắn hạn này, nhưng mà lại không vượt qua được, thì xuất hiện cái phiên, nếu mà như theo Mark Minomini, đúng không ạ, theo đầu tư theo tăng trưởng theo Mark Minomini thì chúng ta có thể xác định đây là một phiên là thút, đúng không ạ, nghĩa là cái phiên mà khi mà xuất hiện cái phiên như này thì chúng ta cần phải quan sát xem là 5-7 phiên tiếp theo thị trường có thực sự quay trở lại và vượt cái phiên vượt cái đỉnh này hay không. Thì như chúng ta quan sát thì thị trường sẽ không, đã không quay trở lại và vượt đỉnh, thậm chí có những gap giảm điểm rất mạnh. Thì cái điều này là một điều trong ngắn hạn là không tích cực. Như vậy thì có những cái phiên giảm điểm như giảm 2,6% khối lượng rất lớn. Thế sau khi đó thì có những phiên hồi với khối lượng sao, như các bạn quan tâm khối lượng hồi, những phiên hồi khối lượng rất thấp. Sau tiếp tục thị trường lại tiếp tục sao, tiếp tục một cái xu hướng giảm cùng theo cái đà giảm của thị trường chứng khoán quốc tế, thì kéo theo thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN30 là giảm. Đến ngày hôm nay thì đã phá vỡ cái đường xu hướng đường MA200. Vậy thì có tích cực không ạ? Bây giờ chúng ta xem có tích cực hay không. Đối với yếu tố kỹ thuật thì cái phiên nay giảm thì
với khối lượng so với các vùng đáy trước thì khối lượng này giảm có cái sự là nghĩa là cái khối lượng giảm nhưng mà khối lượng không giảm, nghĩa là cũng không không phải là cao. Thì về trong ngắn hạn thì chúng ta cần phải xác định rõ ràng trong xu ngắn hạn này là cái động lực tăng là cũng chưa có, đối với cái động lực giảm thì có thể là nó cũng sẽ không giảm nữa, có thể nó sẽ có khả năng hồi. Nên về chúng ta đánh giá về những cái góc cạnh ngắn hạn đúng không? Ngắn hạn bây giờ thì về yếu tố kỹ thuật là ngắn hạn là đang có những cái sự không tích cực của với nhóm V30. Vậy thì V30 thì cũng 30% là các cổ phiếu dòng ngân hàng. Từng dòng ngân hàng hôm nay có cái sự sao? Ngân hàng trước đó thì chúng ta quan sát những cái cổ phiếu top đầu của dòng ngân hàng như là MVBank thì đã có cái sự tăng điểm, đúng không? Có cái sự hôm nay là nghĩa là ngân hàng đã tạo đáy cái trước đó, tạo đáy ngắn hạn trước đó đúng không? Khi mà vượt đỉnh và không vượt qua được thì gãy xuống và đã tạo một cái vùng này gọi là vùng sẽ là cái vùng tích lũy mới. Hiện tại sẽ là cái vùng tích lũy mới, chúng ta cần phải quan sát thêm xu hướng của dòng ngân hàng. Còn thì đây là về yếu tố kỹ thuật thì ngân hàng nó như vậy. Ngân hàng thì đang hôm nay là đang kéo điểm chỉ số giữ cho V30 không giảm quá sâu. Thế thì ngân hàng là đang gọi là tích cực. Vậy thì chúng ta còn có thêm các dòng khác như là thép rồi là bán lẻ. Đúng không? Thép thì chúng ta có những mã như là chúng ta có như Hòa Phát đúng không? Hòa Phát thì một cái xu hướng, một cái chu kỳ cái dạng này làm sao? Hòa Phát thì sau khi có cái phiên mà tăng điểm kỷ lục với mức tăng trần sau một thời gian dài thì Hòa Phát lại tiếp tục tăng, cái phiên này phiên tăng trần và cái khối lượng giao dịch gần như là rất là kinh khủng, 76 triệu đơn vị cổ phiếu. Thì gần như là mọi người nghĩ là xác định xu hướng dòng tiền nó quay trở lại đây. Thực ra Hòa Phát thì Hòa Phát thì chúng ta không nên mua tại những cái điểm như này, vì Hòa Phát là những cái cổ phiếu sao, những cái cổ phiếu tăng trưởng, những cổ phiếu quốc dân, những cổ phiếu mà ai cũng có, ai cũng nắm giữ, cổ phiếu rất an toàn. Vậy thì sao chúng ta mua những cái điểm này? Thứ hai, đây là một cái phiên mà tăng giá khá tốt, nhưng mà về một yếu tố lý do gì đó thì tạo lập người ta đánh xuống. Và đối với kỹ thuật thì khả năng chạm từ cái vùng nền này là sẽ không có xu hướng giảm tiếp. Và hôm nay thì Hòa Phát đã, đối với Hòa Phát hôm nay đã tiếp tục giảm ở cái vùng xuống khoảng 45, cái vùng hỗ trợ tôi đánh dấu để mua phiên thứ hôm nay. Phiên Hòa Phát đã giảm xuống vùng 456 thì nó khá ok. Thì đối với xu hướng của VN30 thì cũng đang rất là bình thường. Nếu mà ngắn hạn thì là có một cái phần gì đó tiêu cực, còn dài hạn trung hạn thì tôi vẫn đánh giá là khá ổn. Vậy tại sao đánh giá khá ổn? Thì như các bạn đã biết thì nền kinh tế Việt Nam đúng không? Nền kinh tế của nước ta thì là lấy cái xu thế nó khác hoàn toàn với cả cái nền kinh tế của các nước khác. Nghĩa là chính phủ chúng ta có cái chính sách bơm tiền khá là thận trọng. Thứ hai là cái việc mà giải quyết lạm phát rồi là hạn mức tín dụng của ngân hàng thương mại khá là ổn. Vậy thì hai cái tháng đầu năm thì chúng ta có cái mức chỉ số lạm phát đúng không? Cái chỉ số lạm phát là cả năm 2022 chính phủ xác định là 4-5%. Thì nó vẫn chỉ nó phát dừng lại một con số thì quá đáng là 6%, trong khi đó chỉ số lạm phát của Mỹ thì thời điểm hiện tại nó đang quá là cao. Đối với cái hạn mức tín dụng của ngân hàng thì vẫn khá là ok, khá là ổn. Tất nhiên các ngân hàng như là MVBank đúng không, vẫn còn có mức tăng trưởng tín dụng vẫn còn 20-25% nữa thì là khá tốt. Vậy thì cái nền kinh tế Việt Nam ấy, nền kinh tế nước ta này nó khác với cả các nền kinh tế khác. Nó một là nền kinh tế chúng ta là nền kinh tế mới nổi, không phải mới nổi mà là kinh tế là đang có cái gọi là đang bước vào cái đà tăng trưởng. Đấy là yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai là chính phủ, chúng ta có một cái chính phủ nhà nước, cũng có một hệ thống chính phủ rất là tốt, điều hành rất là tốt. Các bạn đánh giá như giai đoạn 2019 đúng không? Giai đoạn năm 2019 khi mà tất cả mọi thứ đúng không? Giai đoạn 2019 đại dịch Covid-19, tất cả mọi thứ kinh tế rồi GDP toàn cầu cơ bản là âm, nhưng nước ta đạt cái mức độ tăng trưởng dương. Đó, tạm ngừng là 2020. Thế là chúng ta có một cái nền kinh tế, có một cái chính phủ là toàn tâm vì dân. Cái thứ hai là cái chính sách của chính phủ rất là thận trọng trong cái quá trình bơm tiền. Các cái quốc gia khác thì người ta bơm tiền theo cái hướng đó là gì ạ? Hướng là ví dụ Mỹ hoặc các nước châu Âu người ta bơm tiền ra, người ta bơm tiền là bơm bơm quá mức, nó bơm bơm làm sao để vực dậy cái nền kinh tế mà không để ý đến lạm phát quá nhiều, không để ý đến cái hạn mức tín dụng của ngân hàng thương mại. Thì người ta bơm tiền ra để người ta đạt được cái GDP của người ta, ví dụ người xác định GDP tăng trưởng là khoảng 7% chẳng hạn, thì người ta bơm tiền ra làm sao để thúc đẩy phải đạt được 7%, thúc đẩy là phải đạt được cái mức là gọi là 7%, nghĩa bơm tiền bằng mọi cách, người ta không tính những cái việc lạm phát. Khi mà lạm phát thì người ta bắt đầu siết chặt tín dụng,
Thì đối với đấy là đối với cái cả các nước khác, còn đối với Việt Nam chúng ta thì tăng trưởng tín dụng và là các cái chính sách của chính phủ khá nó ổn, khá ok với bơm tiền này. Chính phủ thì ưu tiên là cái việc khi mà chúng ta bơm tiền, đúng không? Khi mà chúng ta bơm bơm tiền ra thì nó phải có một cái sự thận trọng, các gói kích cầu thì giải quyết theo các cái bước và có cái sự thận trọng bằng cách là siết chặt tín dụng cũng như là đồng thời là nâng lãi suất, chứ không bơm tiền ra một cách bừa bãi trong cái quá trình giải ngân. Thì là mà đặc biệt là chính phủ chúng ta là đặt cái mục tiêu quan trọng hơn, đó là cái việc mà ổn định nền kinh tế, chứ không đặt cái tốc độ tăng trưởng GDP làm cái mục tiêu. Nghĩa là phải nghĩa xác định một cái là cái xác định cái bền vững, một cái ổn định trước tiên làm chủ yếu. Vậy thì đấy là một cái lý do để chúng ta phải tin tưởng vào cái nền kinh tế của chúng ta là vẫn vẫn khá là tích cực. Một nền kinh tế gọi là một cái công xưởng của thế giới, một nơi mà có cái sự hòa bình về vĩ mô, có sự hòa bình trong tất cả mọi thứ, rồi là về cái yếu tố vĩ mô, rồi sự điều hành của nhà nước, điều hành của chính phủ khá ổn định. Một điều nữa mà các bạn cần biết đó là cái chu kỳ kinh tế của nền kinh tế Việt Nam thì nó xuyên suốt là cái quá trình của chính phủ thì xác định là đối với Việt Nam chúng ta thì xác định lấy dòng ngân hàng làm cái dòng mà để dẫn dắt và định hướng thị trường trong quá trình phát triển, không thể thiếu các ngân hàng thương mại. Thì đấy là một cái lý do để các bạn có thể kỳ vọng vào rằng ví dụ như ngân hàng thì không thể bị sập được trong cái chu kỳ này, hoặc là trong tất cả các chu kỳ khác như các bạn quan tâm. Đây không phải là tôi nói một cái tôi nói mà nếu mà các bạn cầm đầu tư dài hạn thì tôi nghĩ ngân hàng vẫn là một cái trong những cái mà các bạn cần phải quan tâm. Đạo đây là đối với cái biểu tuần, đúng không? Ví dụ đây là biểu tuần. Cái ngân hàng thì bao giờ cũng là một cái nghĩa là ngân hàng nó là một cái xu hướng chung của thị trường, nghĩa là một cái xu hướng khá ổn thị trường nếu mà đầu tư dài hạn là khá ok. Vì là chính phủ làm sao xác định là ngân hàng là cái dòng mà thúc đẩy của nền kinh tế trong cái rổ chỉ số chúng ta, thì trong V30 thì 30% là chỉ số ngân hàng rồi, đúng không? Cái VN-Index cũng vậy, ngân hàng mà sập thì gần như là cái nền kinh tế đang chỉ trệ, ngân hàng chỉ sập khi nào ngân hàng cổ phiếu ngân hàng không hoạt động được, như nào thì có nhiều nợ xấu, đúng không? Nợ xấu mà không kiểm soát được, khi mà xảy ra cái việc đấy thì nếu mà các ngân hàng thương mại mà xảy ra cái việc đấy thì có phải là một nền kinh tế là sẽ hỏng hết không? Ngân hàng là cái xương sống của một nền kinh tế, như là sao ngân hàng bơm tiền cho các doanh nghiệp để làm sao để thúc đẩy phát triển đầu tư, thúc đẩy vào quá trình sản xuất. Ngân hàng nào khi mà họ cung tiền ra và thu tiền về, nghĩa là khi mà lãi suất tốt, lãi suất cao hay lãi suất thấp thì ngân hàng đều là giải quyết cái vấn đề về nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp. Mà ở Việt Nam chúng ta thì khác các cái đất nước khác, nó là đối với nhu cầu vay vốn dài hạn ấy, thì người ta chỉ tập trung vào ngân hàng thôi, còn cái huy động trái phiếu có thời hạn hoặc là trái phiếu nhà nước ấy, thì cái việc đấy người dân người ta rất là ít, dân ít tham gia, rất là ít biết, gọi là cái nhu cầu dân dân số Việt Nam, chữ nghĩa là cái nhu cầu người ta từ trước giờ không quen với cái việc mà vay trái phiếu hoặc mua trái phiếu, mà người ta chỉ tập trung vào cái huy động vốn, các nguồn vốn dài hạn hay trung hạn hay ngắn hạn, chỉ tập trung vào ngân hàng. Chính vì vậy mà vì cái thói quen tiêu dùng như vậy nên là dòng ngân hàng sẽ rất là tích cực trong một cái xu hướng dài hạn. Các bạn cần quan tâm đến cái việc này, chứ không phải là ngân hàng sẽ như này như kia. Đấy là về cái quan điểm của dòng ngân hàng. Còn đối với các cái dòng khác thì thực tế thì ngân hàng nếu mà đầu tư ngân hàng dài hạn thì là chúng ta sẽ rất yên tâm hay về xu hướng ít nhất là 5 năm tới. Còn sau này có những cái sự thay đổi về vĩ mô thì cái điều đấy kể cả chiến tranh Nga và Ukraine chúng ta không thể biết được, nó tự nó xảy ra thì không thể biết được, đúng không? Ví dụ như ông chủ Chelsea Abramovich, đúng không? Ông nào tỷ phú nhưng cũng chả thể biết, cũng chả thể đo lường, cũng chả biết được tại sao tài sản của ông lại tự ông lại mất quyền kiểm soát đội bóng Chelsea. Đấy là một cái trong kinh tế thì ta cần có những cái mà chúng ta không thể đoán trước được. Còn đối với ngành ngân hàng, cả cái dòng ngân hàng của Việt Nam thì tôi nghĩ là khá ok. Còn đối với các cái dòng cổ phiếu khác mà các bạn quan tâm thì tôi thấy có một cái dòng đó chính là dòng thép. Dòng thép thì có rất nhiều các cái nhóm, các bạn có thể nghĩa là các trường phái kỹ thuật, các bạn có thể là bắt đáy tại cái vùng này thì cổ phiếu cũng tăng được khoảng 20-25-30%, đúng không ạ? Thì có những bạn thì mua tích lũy, mua tích sản, có những bạn thì mua tại những phiên này. Thì hôm nay chúng ta bị nổ, vậy tôi sẽ giải thích cho các bạn cái góc nhìn cơ bản của tôi về Hòa Phát. Tôi không giải thích trên cái góc nhìn là kỹ thuật hay là cơ bản, tôi chỉ nói một cái yếu tố vĩ mô là các bạn cần phải đo lường lấy cái dẫn chứng của lịch sử. Ví dụ như là cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu tăng trưởng khi mà Hòa Phát, đúng không? Các bạn đã nhìn cả một cái chu kỳ khi mà Hòa Phát xây dựng, đúng không? Khi mà Hòa Phát
bắt đầu thi hành, nghĩa là tiến độ sử dụng, nghĩa là bắt đầu vốn vào xây dựng Dung Quất. Dung Quất 1 thì sao? Thì rất rất nhiều các chuyên gia đánh giá là giai đoạn này đúng không? Giai đoạn là 2019. Rất nhiều các chuyên gia đánh giá là Hòa Phát sẽ phá sản vì vay nợ quá nhiều đúng không? Dung Quất 1 xây dựng từ xây dựng 2018. 2018 2019 đúng không? Thì đối với cái đại dịch Covid-19, khi mà đại dịch Covid-19 bùng nổ thì với cái những cái chính sách về cái sao cái hành vi tâm lý của con người bắt đầu là cái giai đoạn này là bắt đầu sẽ hiện tượng bán tháo, thì cổ phiếu Hòa Phát rơi vào cái vùng định giá nó khá rẻ đúng không? Đoạn này PE chỉ khoảng 2-3 thì rất nhiều các nhà đầu tư tham gia bắt đáy tại vùng này và đã có rất nhiều lợi nhuận, và người ta giữ đến khoảng đoạn cổ phiếu Hòa Phát đạt đỉnh gần 70. Thì như vậy thì Hòa Phát đã hết chu kỳ của Hòa Phát chưa? Vậy tại sao Hòa Phát lại xây thêm dựng thêm Dung Quất 2, Dung Quất 3? Vậy chúng ta đối với những nhà đầu tư chúng ta cần phải biết là chúng ta đầu tư khác về đầu cơ. Chúng ta nếu những các bạn có mua cổ phiếu Hòa Phát tại cái vùng này, đến thời điểm này các bạn ăn khá nhiều, những 4-5 tài khoản với cái sức mạnh của lãi kép. Vậy thì sau khi mà đây ạ, sau khi mà Dung Quất nhà máy Dung Quất 1 đúng không? Một lò cao của Dung Quất 1 đi vào hoạt động thì nó có tích lũy và tăng tốc chạy khá mạnh trong giai đoạn là 2020. Đúng không ạ? Sau khi đó thì tiếp tục sao Dung Quất 2 đi vào hoạt động vào cái đoạn này đúng không? Khi thị trường điều chỉnh Dung Quất 2 đi vào hoạt động vào cái đoạn này. Đối với cái báo cáo của kinh doanh thì khác nó tốt đúng không? Tiếp tục Hòa Phát lại tiếp tục tăng. Vậy thì sau khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động Dung Quất 1 tạm ngừng Dung Quất 1 đi vào hoạt động với hai lò cao hoạt động hết công suất thì là của Hòa Phát đã đỉnh. Đã đỉnh thì sẽ tiến hành là phân phối, nó bên yếu tố kỹ thuật thì tiến hành phân phối, các nhà đầu tư ăn non chán rồi thì sẽ phân phối thôi, phân phối là bán ra. Đúng không? Cổ phiếu bán ra về vùng định giá dẫn thì lại có cái lượng nhà đầu tư khác tham gia vào. Đây là dòng tiền lớn. Đúng không? Tại sao tôi gọi là dòng tiền lớn? Khi mà cổ phiếu giảm về vùng giá hấp dẫn thì sẽ có cái tổ chức người ta sẽ tham gia, người ta tham gia, người ta mua vào. Người ta mua vào với mục đích là nắm giữ, là sẽ phải là nắm giữ dài. Tại sao nắm giữ dài? Vì tại sao tôi lại nói đây là dòng tiền lớn? Với khi cổ phiếu đã để thì phân phối đúng không? Hòa Phát đèn đỉnh này giảm xuống kéo nên tiếp tục phân phối, vâng, lại gãy xuống, gãy đến cái lượng mà chúng ta không còn cái nhà, không còn cái lượng bán ra nữa. Đây là góc nhìn về kỹ thuật. Thì thứ hai, nếu mà Hòa Phát nó gãy cái vùng hôm nay, cái biểu đồ này vẫn chưa cập nhật thì... và va xuống đến cái vùng hôm nay là dùng cái vùng khoảng 45 45 thì rất nhiều các cái xu hướng và những rất nhiều các cái zoom trên cộng đồng, những nhà tư công có kiến thức, các bạn bị phím mà mua những cái điểm mua như này, các bạn sợ nó lại bán ra, nghĩa là các bạn mua cao và bán đắt vì chẳng có cái tư duy nào mua cao và bán đắt. Vậy thì đối với vĩ mô thì chúng ta cần phải biết này, đối với cơ bản thì tôi đã nói với các bạn là khi mà cái nhà lò cao Dung Quất 1 đúng không? Lò cao 1 số 1 của Dung Quất đi vào hoạt động thì với tăng. Tiếp tục cái lò cao, các lò cao số 2 và đi vào hoạt động thì tăng và sản lượng thép làm sao? Đối với sản phẩm mới, công nghệ mới, nó là cái thép cuộn HRC đúng không? Cái công nghệ mới chính là lợi thế cạnh tranh về cái thị phần cũng như là chất lượng. Đối với cổ phiếu Hòa Phát trong các ngành khác thì là khá ổn định và ok. Thì đây là xuyên suốt cả một chu kỳ của nó, khi cổ phiếu đạt đỉnh thì giảm nó về bình thường thôi. Cái tăng và giảm nó việc quá bình thường. Và nếu mà các nhà đầu tư thì các bạn cần phải biết là về cái thời gian tới, triển vọng ngành thép trong thời gian tới và chu kỳ tới. Về hiện tại thì Hòa Phát là một trong những 50 công ty thép lớn nhất thế giới, đúng không ạ? Một trong 50 công ty thép mà lớn nhất thế giới. Cái điều thứ hai mà các bạn cần phải biết đó là tại sao cái ông chủ tịch ông Trần Đình Long ông mới tiếp tục xây dựng thêm cái nhà máy Dung Quất 2 vào năm 2024 đúng không? Sẽ dự kiến là sẽ đi vào hoạt động. Thế vậy thì tại sao ông lại xây? Ông lại xây dựng thêm và bắt đầu tiến hành xây dựng rồi. Thì đây là cái điều mà để chúng ta kỳ vọng vào trong tương lai. Chúng ta mua cổ phiếu là chúng ta mua cái niềm tin, mua cái tương lai chứ không một cái hiện tại. Cái hiện tại nó càng rẻ nó càng thích những cái tương lai. Thế về cái tầm nhìn. Cái thứ hai là các bạn cần phải đo lường được cái lượng cái nhu cầu sử dụng thép của Việt Nam trong 5 năm tới, 5 đến 10 năm tới. Đúng, tại sao ông Long là tỷ phú đúng không? Tỷ phú số 2 Việt Nam, tại sao ông lại xây dựng thêm cái nhà cao cái Dung Quất 2 cũng như là triển khai thêm các công ty container, là sắp tới Hòa Phát sẽ có đất, vậy tại sao chiến lược lại như vậy? Thì đấy là một câu hỏi để các bạn tự trả lời, để các bạn đưa ra quyết định đầu tư của mình. Các bạn cũng cần phải đo lường tiếp theo, đó là cái chiến lược của Hòa Phát, hoặc là cái nhu cầu sử dụng thép của Việt Nam trong cái 5 năm tới, 10 năm tới sẽ như nào, những Hòa Phát sẽ có giá bao nhiêu,
Nếu có cái giá 47 hoặc là 40 để chúng ta mua hay không? Chắc chắn tôi nghĩ chắc chắn là sẽ không có. Vì tại sao lại như vậy? Tại vì về nền kinh tế cơ bản Việt Nam chúng ta như nào? Đối với đất nước chúng ta thì cái kết cấu hạ tầng và cái kiến trúc thượng tầng ấy nó khá là đơn sơ. Không để nếu mà để Việt Nam bây giờ bằng Singapore thì chúng ta cần phải xây dựng rất nhiều. Đúng không? Điện đường, trường trạm ngay từ nông thôn đúng không? Các cái cơ sở y tế, cơ sở đầu tư, cơ sở công lập, các cơ sở dân lập, các cái thành phố lớn, các dãy nhà cao tầng các bạn đã nhìn thấy. Ở Singapore như nào thì chúng ta 5 10 năm nữa chúng ta sẽ như thế. Vậy thì nếu mà xây dựng thì có thể thiếu thép không? Chắc chắn là không thể thiếu thép được. Đây là cái một cái tư duy mà các bạn cần phải nhìn có để có cái tầm nhìn xa hơn. Ăn một cái cổ phiếu chúng ta đi theo doanh nghiệp chọn cả một đời thì chúng ta sẽ có những cái quả ngọt. Nhưng chúng ta không ăn 5 7 10% 20 30% chúng ta phải ăn bằng lần thì nó mới xứng đáng. Đối với là cái tư duy của Hòa Phát. Vậy thì cái câu chuyện của Hòa Phát này tôi lại liên hệ đến một cái cổ phiếu khác, nó là cổ phiếu của cũng là nằm trong cái lĩnh vực sản xuất, đó là Vinamilk. Đúng không ạ? Chúng ta xem là Vinamilk tăng bao nhiêu lần từ cái ngày lên sàn thì chúng ta có thể nhận rõ ra không? Công ty sữa Vinamilk. Đấy, đúng không ạ? Các bạn xem là Vinamilk tăng mất biết bao nhiêu lần. Ra đây Vinamilk tăng từ 2010 đúng không? 2010 đến 2020 đúng không? 29. Nghĩa là vòng đời của Vinamilk tăng trưởng khoảng 10 năm. Từ 9 đến 130 chưa những kể những cái lần mà sao? Chưa kể những lần mà Vinamilk chưa kể các cái lần mà tăng vốn đúng không? In thêm cổ phiếu tăng vốn, nghĩa là đây tính từ vùng 3 này lên khoảng 130 thì nó khoảng 4.000 lần, 5.000 lần, gần 5.000 lần đúng không? 5.000% đúng không? Hòa Phát thì chúng ta xem nó sao? Hòa Phát tăng từ mấy? Từ 2 từ 3 lên 60 có 3 chưa? Vẫn chưa là gì với cả Vinamilk cả. Thế tại sao Vinamilk lại tăng mạnh như này? Tại sao Vinamilk lại tăng mạnh như này? Các bạn có trả lời được cái câu hỏi này không? Tại sao các nhà đầu tư người ta ăn đầy đủ cả một chu kỳ vòng đời Vinamilk từ cái giá niêm yết là 3 đến tận 130 đồng đỉnh người ta mới đồng ý bán ra? Thì tôi sẽ nói cho các bạn biết là cái doanh nghiệp Vinamilk ấy, thì người ta cũng đo lường thôi. Người ta cũng đo lường được cái lượng sử dụng, cái lượng tiêu thụ và sử dụng sữa của Việt Nam trong 10 năm tới. Nghĩa là tại cái thời điểm giữa 2010 người ta có thể đo lường được khoảng đến năm 2020 thì nghĩa là tầm 10 năm nữa thì cái kế hoạch của kinh doanh của Vinamilk đúng không? Người ta mở rộng sản xuất, mở rộng doanh nghiệp để đáp ứng cái kỳ vọng, nghĩa là đáp ứng cái khai thác cái nhu cầu của Việt Nam là đến năm khoảng 2020 thì là sẽ full hết công suất và cái lượng tiêu thụ sữa của Việt Nam sẽ bị bão hòa. Thì người ta sẽ dự định khoảng 2020, nghĩa là tầm 10 năm thì vừa mở rộng quy mô và vừa tăng vốn sản xuất và vừa làm sao đáp ứng cái nhu cầu của người dân. Thì người ta đo lường được khoảng đến cái thời điểm 2018, 2019 hoặc là 20 đó. Nghĩa là tầm nào đó, nghĩa là sẽ có một cái đội, đúng không? Nghĩa là ban lãnh đạo, đúng không? Hội đồng quản trị của ban lãnh đạo. Giám đốc điều hành người ta sẽ đo lường được, người ta tính toán được cái lượng tiêu thụ sữa của Việt Nam cần phải sử dụng trong 10 năm tới căn cứ số dân và căn cứ một cái số liệu nào đó. Người ta phải tính được cái lượng đấy thì cổ phiếu Vinamilk mới tăng mạnh như này, đúng không? Về cái nhu cầu tiêu thụ sữa là cái nhu cầu thiết yếu, đúng không? Thì là Vinamilk của Vinamilk tăng rất là mạnh, tăng khoảng 3-4.000 lần. Hòa Phát thì tăng như vậy thôi. Đây là một cái để chúng ta cần phải ra, chúng ta cần phải kỳ vọng, đúng không ạ? Về đối với yếu tố vĩ mô của chúng ta là sao? Với điều kiện kinh tế thời điểm hiện tại thì như nào, đúng không? Nếu để trở thành một Singapore, đúng không? Ở Đông Nam Á này nữa thì cái lượng tiêu thụ thép của chúng ta sẽ như thế nào? Đấy, Hòa Phát thì lợi thế cạnh tranh của họ ra sao? So với Nam Kim, thép Tiến Lên hoặc là Hoa Sen thì có những cái lợi thế gì? Lợi thế cạnh tranh rõ ràng là Hòa Phát có cái lợi thế cạnh tranh về ngành khá tốt. Về cái một cái quan trọng nữa là Hòa Phát đến năm 2025 nên là được thuế thu nhập doanh nghiệp đến năm 2025 mới phải đóng thuế, nghĩa là từ giờ đến năm tầm 2025 thì Hòa Phát sẽ không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là một cái sự để ra mở rộng cái biên lợi nhuận của Hòa Phát. Cái tiếp là về cái nhu cầu sử dụng thép, chúng ta cần phải đo lường được trong năm tới về để mà muốn trở thành cái Singapore thứ hai thì Việt Nam phải tiêu thụ khoảng bao nhiêu nghìn tấn thép nữa. Thì đối với các doanh nghiệp thép ở trong nước thì doanh nghiệp nào có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn này? Trong khi đó thì Hòa Phát lại đang được cái sự ủng hộ của chính phủ rất nhiều, đúng không? Đang được ưu tiên về không phải đóng thuế doanh nghiệp trong vòng 5 năm tới.
từ 2020 đến 2025. Đây là cái điều mà các bạn cần phải biết, chỉ hai cái yếu tố đấy thôi cũng đã đủ để biết là Hòa Phát sẽ đi đến đâu và về đến đâu. Đấy, trong cái thời gian trước thì rất nhiều Zoom, rất nhiều nhóm các bạn đánh giá bảo là Nam Kim khỏe hơn Hòa Phát đúng không? Nam Kim về những cái nhiều thông tin bảo là đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ, đi chỗ trai, nhưng mà nghĩa là đánh giá bảo là tại sao Hòa Phát giảm mạnh thế, hôm nay Nam Kim cũng có phiên giảm khoảng 6%, nhưng Hòa Phát có phiên chỉ giảm 2-3%, thứ hai nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà nó về xét về lâu về dài thì ta cần phải biết là gì ạ? Phát là một trong những cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm trong giai đoạn này. Có thể nó sẽ xuống về cái vùng 44-45, quanh quanh vùng này. Hôm nay là 45 thì có thể là sẽ ngừng giảm, nó sẽ giảm xong sẽ tăng rất nhanh. Mà điều mà các bạn cần phải biết vì khi mà đã đây xác định ra đã xác định đèn được cái vùng đáy rồi thì có thể tạo thêm cái đáy nữa tại vùng này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có nhìn được cái biểu đồ tuần ấy. Thì có thể đây là một cái đáy, có thể đây sẽ là cái đáy thứ hai, vùng nữa thấp hơn thì Hòa Phát sẽ đi tiếp. Đây là góc độ kỹ thuật. Còn về nếu mà góc độ cơ bản thì nếu các bạn đánh theo đà tăng trưởng, các bạn có một cái nhìn dài hạn đi theo doanh nghiệp suốt 5-7 năm ấy, thì tôi nghĩ là các bạn nên kiên nhẫn với Hòa Phát. Cho ăn cho sẽ ăn bằng lần. Thế là về cái xu hướng của ngành Hòa Phát, của ngành thép, đặc biệt là trong đó có Hòa Phát thì chúng ta có nên bán cắt lỗ hay không. Đây là mà cái điều mà tôi rất muốn nói với các bạn, đó là các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi cái đoạn này. Kể cả thị trường có, tôi nói VN30, VN Index rất, nghe là thị trường chung rất khó có thể bước một cái giai đoạn mà gọi là cái đoạn là đào chen, nghĩa là hình thành cái mô hình, các bạn có hình thành cái mô hình vai đầu vai đúng không? Thì tôi nghĩ là rất khó. Thì đã hình thành rồi nhưng mà tôi nghĩ là để mà gãy được thì gãy sâu thì không có, vì yếu tố vĩ mô chúng ta chẳng có cái gì, chẳng có cái gì mà tiêu cực cả. Yếu tố vĩ mô tất cả mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát đúng không? Đấy, vậy thì giảm đây là giảm do tâm lý em đâu, chúng ta cần phải biết đây là giảm do tâm lý thì sao chúng ta cần phải bình tâm lại. Còn đối với những cái cổ phiếu mang tính chất đầu cơ thì tôi nghĩ năm nay là không có cái cửa cho những cổ phiếu mang tính chất đầu cơ. Các bạn cần quan tâm và tập trung thu gom những cái cổ phiếu mang tính chất là cơ bản cao, có yếu tố tăng trưởng tốt thì là đầu tư của bạn sẽ thành công. Các bạn nên nhớ là đầu tư chúng ta có thể theo doanh nghiệp cả 5-7 năm đúng không, hoặc là ít nhất là cũng phải 1-2 năm, hoặc là 6 tháng đến 1 năm. Chúng ta biết doanh nghiệp người ta làm ăn gì là và làm như nào thì để chúng ta có cái kế hoạch trong tương lai, tránh cái việc khi các bạn mà cứ mua mua bán thì các bạn mất rất nhiều tiền. Về cái xu hướng ngành thép, một trong những cái quan tâm của tôi trong cái đoạn này đó là để các bạn cần phải biết rồi, đó là một cái số liệu thống kê khá là hay, đó là cái cổ phiếu của ngành bán lẻ. Vậy ngành bán lẻ thì là một ngành mà đối với ở thị trường Việt Nam hiện tại thì là ngành bán lẻ là một trong những ngành mà tăng trưởng mạnh nhất từ cái ngày thị trường chứng khoán được thành lập đến giờ, năm 2004-05 rồi đó. Tạm ngừng 2004-05 khi mà các cổ phiếu đầu đời như cổ phiếu RE hay mấy cổ phiếu 2002-03 là cổ phiếu RE, cổ phiếu SAM, hai cổ phiếu RE và SAM là hai cổ phiếu niêm yết đầu tiên. Thì trải qua 20 năm trên thị trường, 20 năm lịch sử, 20 năm thì thống kê lại thì qua lịch sử tôi thấy là cái ngành bán lẻ bắt đầu là ngành có xu hướng là có sự độ tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững nhất trong các cái chu kỳ 20 năm vừa qua. Vậy thì một cổ phiếu chúng ta cần phải quan tâm giờ này, nó là cổ phiếu gì ạ? FPT đúng không? Có bán lẻ với FPT. Tại sao chúng tôi đánh giá cao FPT? Các bạn hình dung như đây là năm 2018 FPT niêm yết, tôi chưa niêm yết đúng không ạ? Thì doanh nghiệp giai đoạn này là tái cơ cấu, chưa tìm được hướng đi riêng, chưa tìm được cái độ tăng trưởng đúng không? Thì là cổ phiếu bắt đầu đã có một cái sự sụt giảm từ mức gọi là từ 80 xuống còn 10-80%. Sau khi đó thì trở về cái thời kỳ hoàng kim thì có những cái tích cực đúng không, mà hoàn thành các cái chuỗi giá trị của nhà thuốc Đông Châu cũng theo cái việc độc quyền cái iPhone, hoặc là các cái chuỗi F zone đưa vào hoạt động, nhưng mà và cái tốc độ tăng trưởng là gọi là người ta gọi là thiên thời địa lợi đúng không? Yếu tố ảnh hưởng của vĩ mô dịch bệnh Covid-19, nhưng làm sao để cho FPT thì ban lãnh đạo, hội đồng quản trị rồi chủ tịch rồi là giám đốc điều hành, người ta có những cái định hướng làm sao chuyển bước sang nhà thuốc Đông Châu, và khi nhà thuốc Đông Châu đi hoạt động thì sao có cái mức tăng trưởng thì cổ phiếu giá tăng. Thì về một doanh nghiệp mà nếu biết những 5 năm mà chưa có lãi đúng không, nếu biết tiếp tục 5 năm chưa có lãi, mà khi người ta nghe cổ phiếu 5 năm vượt đỉnh, khi mà cổ phiếu đã đến 5 năm mà bắt đầu vượt đỉnh thì các bạn lại coi bạn đã bảo đây là đỉnh rồi,
Thế tại sao tư duy của các bạn ấy này, như vậy về cả một cái hệ thống ban lãnh đạo, cả một cái chủ tịch, cả một cái ban lãnh đạo, ban điều hành của FPT, người ta làm cái gì để trong những năm vừa rồi người ta làm gì để quan, đúng không? Cái ngành doanh đầu tư toàn thua lỗ như vậy doanh nghiệp vẫn hoạt động được, sau khi đó mà doanh nghiệp kể cả 5 năm mà nhà đầu tư mà người ta giữ cổ phiếu từ giá 80 thì đến vùng 80 này người tăng tốc bắt đầu lại bảo là đạt đỉnh. Vậy thì 5 năm mà chúng ta gửi tiết kiệm mà không có một đồng lãi nào thì đấy là có phải là khoản đầu tư lỗ không, đúng không? Vậy thì khi mà cổ phiếu đạt đỉnh thì điều chỉnh đến phía bình thường, điều chỉnh 20-30% chúng ta có thể mua lại từ vùng này, hoặc là thậm chí nếu mà chúng ta theo dõi mà chúng ta biết tính gánh mà chúng ta có tầm nhìn thì chúng ta sẽ không phải bao giờ bán cái loại này cả, mà thậm chí các bạn có thể mua thêm tại cái vùng này khi mà giá đã ngừng giảm, đúng không? Thì cổ phiếu tiếp tục tăng lên vùng 128. Hiện tại thì FPT đang tích lũy tại vùng này khá ổn, đúng không? Một trong những tôi nghĩ là các bạn cần phải quan sát xem FPT đây một trong những cái thứ FPT giờ nó không còn cái gì, nó nghe tất cả thông tin đều tung ra hết rồi, nhưng mà các bạn có nghĩ là nếu mà các bạn đầu tư 5 năm mà bây giờ mà các bạn mới lãi khoảng khoảng 40-50%, 5 năm mà mỗi năm là khoảng 10% thì nó có xứng đáng hay không? Đấy, đấy một cái tư duy thôi. Các bạn nghĩ là có xứng đáng không? Vậy thì trong cái dạng đấy thì có những ai theo theo bám cổ phiếu này? Chỉ có những nhà đầu tư chân chính, có những nhà đầu tư làm sao? Giá trị có những nhà đầu tư làm sao? Đặc biệt là ban lãnh đạo người ta sở hữu rất nhiều, là người ta vẫn theo dõi, người ta đi cùng doanh nghiệp. Thì cái thời gian tới tôi nghĩ là FLT vẫn còn cái động lực tăng trưởng từ không phải từ chuỗi sản xuất nông châu. Thế tới cái từ các bạn cần phải nghiên cứu thêm, các bạn biết được các bạn có niềm tin vào cái mã này. Vì thực tế bây giờ các cái thông tin báo đài báo mạng người ta vẫn cứ nói là tăng trưởng doanh thu lợi nhuận tăng trưởng nhanh như vậy nhờ cái chuyện không trông, thì vậy là cái điều này các bạn cần phải biết và quan tâm cái dạng này đối với cái mã bán lẻ như FLT. Về cái thực tế thị trường đã chứng minh rằng trong 20 năm qua thì tất cả các cổ phiếu thì đều thuộc ngành bán lẻ, ví dụ như là DigiWon đúng không, DigiWon này là tăng khoảng 1000%, nó tăng từ 4-5 nghìn lên khoảng 150 nghìn. Thực ra đây cổ phiếu đã chia rồi, cổ phiếu thực ra đoạn này phải giá 300 rồi, là Masan rồi là Thế Di Động, rất nhiều cổ phiếu bán lẻ. Vậy thì cái động lực nào để cái cổ phiếu bán lẻ đặc biệt FPT tăng trưởng tiếp trong đoạn tới, thì các bạn hãy đi tìm cái câu trả lời cũng như là cái câu hỏi này để làm sao có cái thành tích đầu tư tốt nhất. Là về cái nhận định của tôi về cái thị trường cũng như là có một số cái quan điểm chia sẻ của tôi về về thị trường chung cũng như là các yếu tố vĩ mô cũng như là các cái ngành mà chúng ta đầu tư trong cái đoạn tới và thời gian tới để làm sao đạt được cái quả thứ nhất. Cuối cùng thì cái video của tôi đến đây là kết thúc. Chúc mừng chúc xin cuối cùng thì xin chúc các bạn là có những cái phiên giao dịch, những cái thời gian giao dịch tới làm sao các bạn là bình tĩnh tự tin và đưa ra được những cái quyết định đúng đắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.